Vâng, lời đầu tiên thì Hoàng Audio xin phép gửi lời chào trân trọng nhất tới toàn thể anh em nhé. Ngày hôm nay thì em Hoàng tiếp tục khui con vang TD Acoustic T8 Pro. Đấy, con này là hàng đã qua sử dụng nhưng mà nó còn nguyên tem anh em nhé. Anh em có thể nhìn thấy là nó còn đẹp như mới luôn, đẹp không tì vết luôn. Và ngày hôm nay em quyết định là em khui nó luôn nó ra. Đây là cái tem bảo hành của nó đây nhá, anh em có thể nhìn thấy rất rõ đây là tem bảo hành. Đấy, em khui luôn con này ra để cho anh em cùng ngắm và cùng trải nghiệm về cái ruột gan của em nó nhá. Một trong những con vàng rất là cao cấp của cái dòng vàng số Liker. Đấy, em sẽ tháo ra để cho anh em cùng trải nghiệm xem là cái ruột gan nó như thế nào nhá. Đấy, các bác có thể nhìn thấy là nó còn rất mới này. Đấy, các bác ghi nhận cho em là con này em tháo ra nhá. Đấy, rất là đẹp, rất là mới luôn. Ung cái tem của nó ra. Vàng rất là xịn sò. Đấy, ruột gan của một con vàng rất là xịn sò luôn. Đấy, hàng rất là chất anh em nhé, hàng rất là chất. Đấy, đây là bo chống hú của em nó đây. Đấy, đây là cái khu vực mà người ta lắp nguồn này. Con này thì nó sử dụng nguồn vuông này. Đấy, hay còn gọi là tăng phô vuông rất là lớn nhá. Đây này, anh em có nhìn thấy bên trong này. Đấy, tăng phô vuông rất là lớn luôn. Bên ngoài người ta lắp một cái nắp để người ta cảnh báo. Đấy, rất là xịn sò, một cái con vàng anh em có thể thấy là rất là chất lượng. Đấy, một con vàng rất là chất lượng luôn. Qua trong hú đây, con này hơi bụi để em phủi hôm qua thì đấy, sẽ đẹp không như mới luôn. Đấy, rất là sạch sẽ đẹp đẽ luôn. Đấy nha các bác nha. Đấy, bây giờ em quay cận cảnh chi tiết để cho anh em cùng nhìn. Đây là tăng phô này, tăng phô nguồn vuông này. Đấy, quay cận cảnh để cho các bác cùng nhìn đấy, cái chất lượng ruột gan của một cái con vang TD theo như em Hoàng đánh giá là nó cũng khá là chất lượng đấy. Đấy, con này thì em thu lại của khách và anh em nào có nhu cầu sử dụng thì em Hoàng sẽ bán cho anh em với mức giá rất là hợp lý thôi, 1.500.000 Việt Nam đồng nha, cho anh em nào nhanh tay nhá. Đấy, tất cả còn zin test luôn, zin cả cái tem bảo hành mà em Hoàng vừa bóc ra đấy ạ. Đấy, anh em cùng ngắm nghía về cái ruột gan xịn sò của em nó. Đấy, rất là đẹp. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ thật là sớm nhá. Với em có số điện thoại 0931655906, đấy cũng là địa chỉ Zalo của em. Anh em yêu mến thì nhớ like, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh ủng hộ cho em Hoàng nhá. Anh em nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ em Hoàng nhá. Xin chào và cảm ơn anh em rất nhiều.